Bí mật 5 con giáp may mắn nhất 15 ngày cuối tháng 9 âm lịch, sự nghiệp, tài chính, vận đào hoa đồng loạt thăng hoa rực rỡ, tiền bạc ùn ùn kéo về chật khép. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lần đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay chúng ta hãy cùng khám phá những cái vận may đang chờ đợi 5 con giáp may mắn nhất trong cái thời gian từ ngày 15 tháng 9 đến ngày mà 30 tháng 9 năm 2024. Thưa quý vị, theo luận giải mới nhất của các chuyên gia tử vi tâm linh học thì khoảng thời gian này cũng sẽ mang đến những cái thay đổi tích cực trong công việc, tài lộc và cả tình duyên của 5 con giáp đặc biệt này. Cái vận may về tài lộc sẽ mở ra những cái cơ hội kinh doanh, đầu tư một cách bất ngờ, giúp cho các bạn dễ dàng thu về những cái nguồn lợi nhuận lớn. Những cái nỗ lực trong công việc của các bạn cũng sẽ được đền đáp một cách xứng đáng với nhiều cái cơ hội thăng tiến hoặc là hợp tác thuận lợi nó xuất hiện. Đây là cái thời điểm lý tưởng để đẩy mạnh các vấn đề về sự nghiệp và gặt hái được những cái thành quả đáng tự hào. Không chỉ cái tài lộc và công việc mà cái vận may về tình duyên của những con giáp này cũng sẽ được bừng sáng. Những người còn độc thân có thể sẽ được gặp những cái người trong mộng, còn những ai mà đã có đôi có cặp sẽ tìm thấy tình yêu của mình nó thêm phần sâu sắc, ngọt ngào. Đây là một khoảng thời gian mà cả công việc lẫn tình cảm đều được thăng hoa rực rỡ, mang lại cái hạnh phúc trọn vẹn. Và để biết liệu các bạn có nằm trong danh sách 5 con giáp may mắn nhất trong 15 ngày cuối tháng 9 âm lịch hay không ấy, xin mời quý vị hãy cùng theo dõi hết video ngày hôm nay để cùng khám phá. Và quý vị cũng đừng quên nhấn vào nút like, bấm vào biểu tượng đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ những cái luận đoán thú vị tiếp theo của Tử Thông quý vị nhé. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đón nhận cái vận may và tận dụng cái thời gian này để mà tạo nên những cái bước đột phá lớn trong công việc và trong cuộc sống. Thưa quý vị, con giáp may mắn đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi tuổi Hợi. Quý vị thân mến, trong 15 ngày cuối tháng 9 âm lịch, những người tuổi Hợi sẽ bước vào một cái giai đoạn đầy may mắn và thuận lợi các phương diện của cuộc sống. Theo các chuyên gia tử vi tâm linh học thì cái vận khí của những người tuổi Hợi trong giai đoạn này khá là vượng. Nhờ cái sự hỗ trợ của quý nhân và những cái yếu tố thuận lợi xung quanh, các bạn sẽ giảm bớt được những cái trở ngại và những cái khó khăn trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Đây là cái thời điểm lý tưởng để cho những người tuổi Hợi tận dụng cơ hội không chỉ để khẳng định bản thân mà còn có thể gặt hái được những cái thành tựu quan trọng. Bên cạnh đó, về công việc thì trong khoảng thời gian này những người tuổi Hợi có thể là tỏa sáng và khẳng định được cái năng lực của mình. Những cái dự án hoặc là những cái nhiệm vụ mà các bạn đảm nhận trong giai đoạn này cũng sẽ diễn ra suôn sẻ hơn bao giờ hết. Các bạn sẽ có những cái cơ hội được cấp trên tin tưởng và giao phó cho những công việc quan trọng. Điều này không chỉ giúp cho các bạn củng cố vị trí hiện tại mà còn mở ra nhiều cái cơ hội để triển vọng thăng tiến trong tương lai. Tuy nhiên, đi kèm với những cái sự tin tưởng từ cấp trên ấy, cũng là những cái áp lực và những cái thách thức nhất định. Điều quan trọng là các bạn cần phải giữ cái tinh thần đối mặt với mọi khó khăn bằng cái thái độ tích cực và không ngại hỏi. Nếu mà duy trì cái sự kiên trì và tinh thần làm việc chăm chỉ, thành quả các bạn đạt được cũng sẽ vô cùng là xứng đáng. Những ai mà biết nỗ lực không ngừng nghỉ và kiên định với cái mục tiêu sẽ sớm đạt được những kết quả như mong muốn. Ngược lại, nếu bỏ cuộc hoặc là mất kiên nhẫn khi mà gặp khó khăn ấy, các bạn có thể bỏ lỡ những cái cơ hội đáng giá trong sự nghiệp. Đây là cái lời nhắc nhở quan trọng cho những người tuổi Hợi trong thời điểm này. Hãy luôn tự tin vào bản thân và không ngừng cố gắng bởi cái vận may đang đứng về phía các bạn. Bên cạnh đó, về phương diện tài chính, nói chung ấy, trong 15 ngày cuối tháng 9 âm lịch, nó sẽ mang lại cho những người tuổi Hợi nhiều cái cơ hội để kiếm tiền và gia tăng thêm cái thu nhập. Đây là cái thời điểm mà cái việc kiếm tiền nó trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Những người kinh doanh có thể tận hưởng một cái giai đoạn phát triển bùng nổ nhờ cái duyên buôn bán tốt và gặp đúng cái thời cơ. Các hợp đồng kinh doanh, các hợp đồng giao dịch nó cũng sẽ được gì hợp tác diễn ra suôn sẻ, mang lại cái lợi nhuận không hề nhỏ. Với cái sự hỗ trợ từ quý nhân, các bạn có thể cân nhắc cái việc mở rộng kinh doanh hoặc là đầu tư vào các dự án tiềm năng để mà gia tăng thêm cái thu nhập. Tuy nhiên, dù vận may về tài chính đang ở cái mức cao thì các bạn cũng không nên chủ quan. Cái việc quản lý tài chính một cách hợp lý, cẩn trọng vẫn luôn cần thiết để đảm bảo có một cái thu nhập ổn định và lâu dài bền vững về sau. Không những vậy, cái phương diện tình cảm của những người tuổi Hợi cũng sẽ trải qua cái khoảng thời gian ấm áp và hạnh phúc. Những người đã có đôi sẽ cảm nhận được cái sự hòa hợp và thấu hiểu từ đối phương. Cái mối quan hệ giữa hai bạn ngày càng trở nên bền chặt hơn, đặc biệt là khi cả hai biết cách lắng nghe và hỗ trợ nhau trong những cái tình huống khó khăn. Đối với những người đã lập gia đình ấy, thì cái tình cảm vợ chồng tiếp tục duy trì ở cái mức ổn định,
giúp cho cả hai đều cảm thấy yên tâm hơn và an toàn trong các mối quan hệ. Với những người còn độc thân, nói chung ấy, cái khoảng thời gian 15 ngày cuối tháng 9 âm lịch cũng là cái cơ hội tuyệt vời để cho các bạn mở lòng mình đón nhận những cái mối quan hệ mới. Có thể thời gian này các bạn cũng sẽ gặp gỡ và kết nối với những người mang lại cái sự ấm áp và hạnh phúc. Đây là cái thời điểm thuận lợi để tìm kiếm những cái mối quan hệ tình cảm có ý nghĩa và xây dựng một cái nền tảng vững chắc cho tương lai. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Hợi cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Hợi. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo con giáp may mắn thứ hai, xin được chúc mừng tất cả những người tuổi thân. Quý vị thân mến, tuổi Thân là con giáp may mắn thứ hai trong 15 ngày cuối tháng 9 âm lịch năm 2024. Những người tuổi Thân cũng sẽ đón nhận nhiều cái cơ hội và cái vận may trên phương diện sự nghiệp và trong cả cuộc sống nữa. Đây là cái thời điểm lý tưởng để các bạn có thể hiện thực hóa các kế hoạch và cái mục tiêu mình đã ấp ủ từ lâu, đặc biệt là những cái dự định quan trọng trong cái giai đoạn cuối năm này. Nếu mà biết cách nắm bắt cái thời cơ, những người tuổi Thân có thể đạt được những cái bước tiến đáng kể trong sự nghiệp, tài chính và cả tình duyên, mang lại những cái thành tựu rõ rệt cho các bạn. Nói chung trong thời gian này, những người tuổi Thân cũng sẽ trải qua một cái giai đoạn đầy hứa hẹn với nhiều cái dấu hiệu tích cực trong công việc và trong sự nghiệp của mình. Trong 15 ngày cuối tháng 9 âm lịch, các bạn sẽ có cơ hội khẳng định năng lực và thể hiện bản thân. Công việc nó diễn ra khá là suôn sẻ, mặc dù đôi lúc vẫn còn những cái thách thức. Tuy nhiên, đây cũng chính là cái cơ hội để cho các bạn vượt qua khó khăn và chứng minh cái khả năng của mình. Nhờ cái sự nỗ lực không ngừng và cái thái độ kiên trì, các bạn sẽ ghi điểm trong mắt của cấp trên và của đồng nghiệp. Những cái nhiệm vụ mới, trách nhiệm lớn hơn có thể sẽ đến với các bạn. Nhưng các bạn đừng lo, bởi đây là cái cơ hội để cho các bạn tạo dựng danh tiếng và mở rộng cái con đường sự nghiệp của mình. Thành công đang chờ đón những người tuổi Thân nếu như mà các bạn dũng cảm đối mặt với mọi khó khăn và không ngừng nỗ lực để mà hoàn thiện bản thân. Thưa quý vị, bên cạnh đó, trong thời gian này thì những người tuổi Thân cũng có nhiều cái dấu hiệu khởi sắc về mặt tài lộc trong 15 ngày cuối tháng 9 âm lịch. Dù không phải là cái thời điểm để đạt được những cái thành tựu tài chính đột phá, nhưng các bạn vẫn có cơ hội để cải thiện cái thu nhập cho mình. Một số cơ hội đầu tư hoặc là phát triển kinh doanh sẽ xuất hiện, nhưng các bạn cũng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Thưa quý vị, Tử Thông khuyên các bạn nên cẩn trọng trong việc quản lý chi tiêu, tránh tiêu pha lãng phí vào những cái món đồ không cần thiết. Để duy trì cái tài chính ổn định, các bạn nên lập kế hoạch cụ thể và kiểm soát ngân sách một cách hợp lý. Nếu biết tận dụng cái sự nhạy bén và khéo léo, những người tuổi Thân có thể đạt được những cái lợi ích bất ngờ từ các cơ hội đầu tư hoặc là các dự án kinh doanh trong cái giai đoạn này. Không những vậy, đây cũng là cái thời điểm mà những người tuổi Thân cũng sẽ đón nhận nhiều cái may mắn, nhiều cái tin vui trong cái mối quan hệ tình cảm. Nếu mà các bạn còn độc thân ấy, thì trong nửa cuối tháng 9 âm lịch này cũng sẽ là cái giai đoạn lý tưởng để cho các bạn mở lòng mình và tìm kiếm một cái mối quan hệ mới. Đây cũng là cái thời điểm mà các bạn có thể gặp gỡ và kết nối với những người có cùng quan điểm, cùng giá trị sống. Hãy chủ động và không ngại thể hiện bản thân, bởi cái vận may đang ở bên các bạn. Còn với những người mà đã có đôi có cặp ấy, thì tình cảm của hai bạn thì cũng sẽ ngày càng được khăng khít và thêm sâu đậm và bền chặt hơn. Hai bạn sẽ cảm nhận được cái sự thấu hiểu và cái sự quan tâm lẫn nhau, giúp cho cái mối quan hệ nó tiến xa hơn. Đây cũng chính là cái thời điểm tốt để hai người cùng nhau thảo luận về các kế hoạch dài hạn, củng cố cái mối quan hệ và xây dựng một cái tương lai chung được vững chắc, tốt đẹp hơn. Không chỉ vậy, về mặt sức khỏe của những người tuổi Thân trong nửa cuối tháng âm lịch ấy, thì cái áp lực công việc cùng những cái thay đổi trong cuộc sống có thể khiến cho các bạn cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng. Cái điều này nó có thể gây ảnh hưởng đến tinh thần và thể chất nếu như mà các bạn không biết cách điều tiết. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi và thực hiện các hoạt động giúp cho đầu óc được thư giãn thoải mái, như là tập thể dục thể thao, thiền hoặc là tham gia những cái hoạt động vận động ngoài trời. Cái việc duy trì cái lối sống lành mạnh và cân bằng với công việc và cuộc sống ấy, nó cũng sẽ giúp cho các bạn giữ được cái tinh thần thoải mái và từ đó có đủ năng lượng để vượt qua mọi thách thức, mọi khó khăn. Thưa quý vị, và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình và bảo vệ cái hạnh phúc của mình ấy, thì những người tuổi Thân cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119
để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thân, đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo con giáp may mắn thứ ba không ai khác đó chính là những người tuổi Dần. Thưa quý vị, trong 15 ngày cuối tháng 9 âm lịch thì những người tuổi Dần sẽ bước vào một cái giai đoạn đầy may mắn với cái tinh thần hưng phấn và cái năng lượng tích cực. Cái tinh thần lạc quan mạnh mẽ sẽ giúp cho các bạn dễ dàng đối mặt với mọi thử thách trong cuộc sống. Nhờ cái sự xuất hiện của cục diện tam hợp Dần Ngọ Tuất mà trong thời gian này, nói chung ấy, những khó khăn sẽ được tháo gỡ một cách nhanh chóng, mang lại cho các bạn cái sự tự tin và dũng cảm để tiến bước mạnh mẽ về phía trước. Không những vậy, những người tuổi Dần cũng sẽ cảm nhận được cái sự tiến triển tích cực trong sự nghiệp và công việc của mình. Các bạn xử lý các vấn đề một cách hiệu quả và nhanh chóng hơn so với thời gian trước đó. Nhờ vào sự thông minh và cái khả năng quản lý thời gian tốt, những cái rào cản trước đây tưởng chừng như khó khăn nay lại trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, giúp quý vị vượt qua một cách nhẹ nhàng. Cái điều này không chỉ giúp cho các bạn đạt được những kết quả đáng mong đợi mà còn thúc đẩy công việc tiến triển nhanh chóng hơn. Tinh thần tự tin sẽ mang lại cho các bạn nhiều cái cơ hội mới, giúp sự nghiệp phát triển mạnh mẽ. Các bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ những cái đối tác tiềm năng hoặc là nhận được cái sự phù trợ từ những người có kinh nghiệm, giúp mở rộng cái mạng lưới quan hệ và phát triển sự nghiệp theo cái hướng bền vững hơn. Trong cái giai đoạn này, những người tuổi Dần cũng nên tận dụng cái cơ hội này để thể hiện cái năng lực của bản thân. Đây cũng là cái thời điểm để các bạn ghi dấu ấn với cấp trên và đồng nghiệp thông qua những cái thành tựu nổi bật. Nếu mà biết kiên trì và nỗ lực, những thành công quan trọng trong sự nghiệp sẽ nằm trong tầm tay của các bạn. Hơn nữa, cái việc trau dồi kỹ năng và học hỏi thêm những cái kiến thức mới cũng là cái yếu tố quan trọng giúp cho các bạn chuẩn bị những cái bước tiến xa hơn trong tương lai. Có thể các bạn cũng sẽ nhận được một cái đề xuất thăng chức tăng lương, tạo ra cái tiền đề cho sự phát triển lâu dài trong sự nghiệp của mình. Trong thời gian này, nó cũng sẽ mang lại cho những người tuổi Dần có sự ổn định về tài chính một cách đáng kể. Thu nhập từ công việc chính vẫn cứ duy trì ở mức tốt, giúp cho các bạn có thể tự tin về tình hình tài chính của mình. Bên cạnh đó, những cơ hội đầu tư mới có thể xuất hiện, mang lại cho các bạn cái nguồn thu bổ sung. Tuy nhiên, trước khi mà quyết định đầu tư, các bạn cũng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo rằng các quyết định này nó mang lại lợi nhuận tốt. Đây là cái thời điểm tốt để cho các bạn lên kế hoạch tài chính, cân đối giữa thu và chi nhằm đảm bảo cái nguồn tiền nó luôn bền vững trong tương lai. Nếu mà các bạn có dự định thăng tiến trong sự nghiệp thì hãy nhân cơ hội này để mà trau dồi thêm các kỹ năng và chuẩn bị cho những cái bước tiến quan trọng hơn. Cái vận may đang đứng về phía các bạn. Nếu mà biết cách nắm bắt, các bạn cũng sẽ nhanh chóng đạt được những cái thành tựu đáng kể về mặt tài chính lẫn sự nghiệp. Bên cạnh đó, trong cái thời gian này thì cái vận trình tình cảm của những người tuổi Dần cũng được khởi sắc. Những cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu sẽ cảm nhận được rõ cái sự gắn bó, gắn kết và thấu hiểu. Cái mối quan hệ ngày càng trở nên bền chặt hơn. Đây cũng có thể là một cái thời điểm nhiều cặp đôi tiến tới cái chuyện hôn nhân, kết thúc cái chặng đường yêu đương và bắt đầu một cái cuộc sống bình an và viên mãn. Đối với những người độc thân, đây là cái giai đoạn lý tưởng để mở lòng mình và tìm kiếm nửa kia cho mình. Các bạn có thể gặp gỡ những cái người thú vị thông qua các sự kiện giao lưu hoặc là những cái cuộc gặp gỡ tình cờ, mang đến cho các bạn những cái cơ hội xây dựng những cái mối quan hệ mới. Các bạn đừng ngần ngại thể hiện cảm xúc và đón nhận cái tình yêu, vì cái vận đào hoa đang chiếu sáng cho các bạn. Không những vậy, trong thời gian này mặc dù công việc bận rộn nhưng mà những người tuổi Dần vẫn luôn duy trì cái sức khỏe tốt. Nếu mà biết cách chăm sóc bản thân, cái áp lực công việc đôi khi nó có thể khiến cho các bạn căng thẳng, nhưng đừng quên dành thời gian nghỉ ngơi và thời gian thư giãn hợp lý. Những cái hoạt động thể dục nhẹ nhàng như là đi bộ, yoga hoặc là thiền cũng sẽ giúp cho các bạn giải tỏa những cái căng thẳng, nâng cao cái sức khỏe và giữ cho tinh thần mình luôn được ổn định. Quý vị hãy duy trì cái thói quen sống lành mạnh. Điều này nó sẽ giúp cho các bạn có đủ năng lượng để mà đương đầu với những cái thử thách trong công việc và cái cuộc sống hàng ngày. Vậy nên, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì các bạn hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349 119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dần, đó là con giáp may mắn thứ 3. Tiếp theo con giáp may mắn thứ 4 mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn đó chính là những gia chủ tuổi Ngọ. Thưa quý vị, trong 15 ngày cuối tháng 9 âm lịch năm 2024, những người tuổi Ngọ cũng sẽ đón nhận nhiều cái may mắn và thuận lợi trên nhiều cái khía cạnh của cuộc sống.
Và theo tử thông thì đây là một cái thời điểm mà cái vận khí của những người tuổi ngọ đang lên cao, mang đến cho các bạn những cái cơ hội hoàn thành các dự định quan trọng hoặc là khởi động cái kế hoạch đã bổ từ lâu. Cái khả năng thành công trong giai đoạn này cũng rất là lớn. Vì vậy quý vị hãy nắm bắt thời cơ để hành động, đưa sự nghiệp và cuộc sống của mình lên một tầm cao mới. Bên cạnh đó, những người tuổi ngọ cũng sẽ cảm thấy tự tin hơn và khuyến khích hơn trong cái việc thực hiện các dự án hoặc là các kế hoạch hiện tại. Cái sự may mắn trong 15 ngày cuối tháng 9 âm lịch sẽ mang đến cho các bạn nhiều cái cơ hội bất ngờ, giúp cho các bạn có thêm cái lựa chọn để mà phát triển thuận lợi hơn. Đây là cái thời điểm tuyệt vời để các bạn thể hiện cái tài năng và tỏa sáng trong công việc. Các bạn đừng ngần ngại trình bày cái ý tưởng mới hoặc là đề xuất những cái giải pháp sáng tạo. Sự dũng cảm trong cái việc bày tỏ quan điểm và cái hướng đi mới cũng sẽ giúp cho các bạn ghi điểm với cấp trên và đồng nghiệp, từ đó tạo điều kiện cho sự thăng tiến về sau. Cái sự sáng tạo và cái cảm hứng trong cái công việc cũng sẽ được kích hoạt mạnh mẽ trong giai đoạn này, giúp cho các bạn dễ dàng vượt qua được các thử thách và đạt được những cái thành công đáng kể. Khả năng làm việc nhanh nhẹn, linh hoạt và cái sự quyết tâm sẽ giúp cho những người tuổi ngọ giải quyết mọi nhiệm vụ một cách hiệu quả hơn. Đồng thời cái tinh thần làm việc hứng khởi cũng tạo đà cho những cái dự án lớn hoàn thành trước thời hạn. Nó mang lại cho các bạn không chỉ thành công cá nhân mà còn trong cái công việc nữa. Bên cạnh đó, về phương diện tài chính, những người tuổi ngọ cũng sẽ thấy là có cái sự thay đổi tích cực trong 15 ngày cuối tháng 9 âm lịch này. Đây là cái thời điểm thuận lợi để cho các bạn mở rộng các lĩnh vực đầu tư hoặc là khám phá thêm các cơ hội về mặt tài chính. Tuy nhiên, dù cái vận may tài chính đang đến thì các bạn cũng cần phải giữ sự tỉnh táo và cẩn trọng trong các quyết định liên quan đến vận trình tiền bạc. Đừng quá vội vàng hay là bị cuốn vào những cái khoản lợi nhuận ngắn hạn mà bỏ quên mất cái mục tiêu dài hạn của mình. Các bạn hãy lập kế hoạch tài chính một cách rõ ràng, kiểm soát rủi ro, từ đó cũng sẽ giúp cho các bạn duy trì cái sự ổn định và bền vững hơn trong tương lai. Thì ngoài ra các bạn cũng nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi mà đưa ra quyết định chi tiêu, tránh lãng phí vào những cái thứ không cần thiết. Cái việc giữ cân bằng thu chi và cái việc là cân đối thu chi ấy là cái việc hết sức quan trọng. Đấy, để duy trì được cái nguồn tài chính ổn định và chuẩn bị tốt cho những cái mục tiêu lớn hơn trong tương lai. Không những vậy, trong 15 ngày cuối tháng 9 âm lịch cũng là cái thời điểm mang lại nhiều cái may mắn và cái niềm vui cho những người tuổi ngọ trên phương diện tình duyên. Đối với những ai đã có đôi có cặp thì đây là cái giai đoạn mà mối quan hệ của các bạn cũng sẽ trở nên sâu sắc hơn, hai bạn cũng sẽ cảm nhận được cái sự thấu hiểu và ủng hộ từ đối phương, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn và phát triển cái mối quan hệ ngày càng bền chặt hơn. Đây cũng có thể là cái thời điểm thích hợp để cả hai thảo luận về những cái kế hoạch dài hạn trong tương lai, như là cái việc cùng nhau xây dựng một cái mái ấm gia đình hoặc là đặt nền tảng cho một cái cuộc sống hạnh phúc lâu dài. Đối với những người tuổi ngọ còn độc thân ấy, thì 15 ngày cuối tháng 9 âm lịch sẽ là cái thời điểm các bạn có nhiều cái cơ hội gặp gỡ hoặc là kết nối với những người mới. Nhờ cái vận đào hoa nó chiếu mệnh, các bạn có thể tìm thấy những cái mối quan hệ tình cảm tiềm năng. Tuy nhiên, quý vị hãy chủ động hơn trong cái việc mở lòng mình và tạo cơ hội cho bản thân. Cái việc tham gia vào các hoạt động xã hội hoặc là giao lưu ấy, nói chung ấy, có thể giúp cho các bạn gặp gỡ những người thú vị và tạo dựng được một cái mối quan hệ lâu dài hơn. Bên cạnh đó, về mặt sức khỏe của những người tuổi ngọ trong 15 ngày cuối tháng 9 âm lịch thì cũng không có điều gì phải lo lắng cả. Thể trạng của các bạn khá ổn định và cái tinh thần luôn hưng phấn giúp các bạn duy trì được cái sức khỏe tốt trong suốt cái giai đoạn này. Tuy nhiên, các bạn cũng nên cẩn thận tránh những cái tai nạn nhỏ liên quan đến vật sắc nhọn. Đồng thời, hãy đảm bảo tuân thủ một cái chế độ sinh hoạt lành mạnh. Cái việc giữ cho cơ thể luôn được khỏe mạnh thông qua cái chế độ ăn uống hợp lý và tập luyện thể dục thể thao ấy để là cái điều quan trọng để bảo vệ sức khỏe cho bản thân. Các bạn đừng để công việc và các vấn đề trong cuộc sống nó ảnh hưởng nhiều đến cái thời gian nghỉ ngơi của bạn, vì sức khỏe luôn là cái nền tảng của mọi sự thành công. Vậy nên trong thời gian này, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc và hóa giải những cái xung sát thị phi đối với những người tuổi ngọ trong 15 ngày cuối tháng 9, quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần, ngọ, tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349 119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi ngọ, đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ năm mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn đó chính là những người tuổi Mão. Thưa quý vị, trong 15 ngày cuối tháng 9 âm lịch năm 2024, những người tuổi Mão cũng sẽ trải qua một cái giai đoạn đầy may mắn và thuận lợi với nhiều cái cơ hội mới trong cuộc sống.
Theo dự báo của các chuyên gia tử vi tâm linh học thì cả công việc, tài chính và tình cảm của những người tuổi Mão đều có những cái sự khởi sắc giữa rõ rệt, hứa hẹn một cái giai đoạn đầy triển vọng. Đây là cái thời điểm lý tưởng để các bạn tận dụng tối đa cái vận may, tạo nên một cái bước tiến quan trọng trong sự nghiệp và trong cả cuộc sống cá nhân. Về mặt sự nghiệp thì những người tuổi Mão sẽ gặp nhiều cái thuận lợi nhờ sự hỗ trợ của quý nhân. Các bạn sẽ nhận được nhiều cái sự tín nhiệm từ đồng nghiệp và từ cấp trên. Nhờ vào cái sự thông minh, khéo léo và cái khả năng vượt trội của mình ấy. Vậy nên là những cái thử thách, những cái khó khăn nó xuất hiện trong giai đoạn này cũng sẽ không còn là cái trở ngại lớn nữa, bởi các bạn đã sẵn sàng đối mặt và xử lý mọi khó khăn một cách là nhanh chóng, hiệu quả. Cái tinh thần làm việc tích cực và cái khả năng ứng biến linh hoạt sẽ giúp cho các bạn đạt được nhiều cái thành tựu đáng kể. Đây là cái thời điểm các bạn có thể tạo dấu ấn cá nhân, mở ra cái cơ hội để thăng tiến và khẳng định vị thế của mình trong tập thể. Bên cạnh đó, cái sự sáng tạo và cái sự tập trung cao độ của những người tuổi Mão trong thời gian này cũng sẽ mang lại cho các bạn những cái kết quả vượt ngoài cái sự mong đợi. Những cái dự án hoặc là nhiệm vụ quan trọng có thể được hoàn thành sớm hơn dự kiến, giúp cho các bạn tạo ra cái lợi thế trong công việc. Sự nghiệp của các bạn sẽ bước vào một cái giai đoạn phát triển mạnh mẽ và mở ra nhiều cái triển vọng mới trong tương lai. Không những vậy, trong thời gian này, cái vận trình tài chính của những người tuổi Mão cũng sẽ có một cái sự tăng trưởng tích cực so với cái giai đoạn trước. Những người làm kinh doanh buôn bán sẽ gặp được nhiều cái điều thuận lợi với các hợp đồng được ký kết, mang lại cho các bạn nhiều cái lợi nhuận đáng kể. Đây cũng là cái thời điểm tốt để các bạn đầu tư vào các dự án tiềm năng, bởi cái vận may tài chính đang đứng về phía các bạn. Cái việc đầu tư trong giai đoạn này không chỉ dễ dàng sinh lời mà còn giúp cho các bạn tăng thêm cái thu nhập, tạo ra một cái nền tảng tài chính vững chắc cho tương lai. Tuy nhiên, cho dù tài chính khởi sắc, các bạn cũng cần phải cẩn thận hơn so trong cái việc chi tiêu hàng ngày. Cái sự tăng trưởng tài chính có thể khiến cho các bạn dễ rơi vào cái tình trạng là tiêu xài hoang phí. Do đó, cái việc lập kế hoạch chi tiêu rõ ràng và kiểm soát cái ngân sách hợp lý là rất là quan trọng. Nếu mà biết quản lý tài chính tốt, các bạn cũng sẽ không chỉ duy trì được cái sự cân bằng cái ngân sách mà còn tránh được những cái tình huống bất ngờ có thể xảy ra trong tương lai. Không những vậy, trong thời gian này cái vận trình tình cảm của những người tuổi Mão cũng có nhiều cái tin vui tích cực. Đối với các cặp đôi ấy, thì tình cảm giữa hai người sẽ ngày càng thêm sâu đậm gắn kết. Những cái khó khăn trước đây trong cái mối quan hệ cũng sẽ dần dần tan biến, thay vào đó là cái sự thấu hiểu và cái sự ủng hộ lẫn nhau. Đây là cái thời điểm mà tình yêu của hai bạn có thể được thăng hoa, mang lại cái cảm xúc mãnh liệt và cái sự gắn kết chắc chắn hơn bao giờ hết. Đối với những người độc thân, trong 15 ngày cuối tháng 9 âm lịch này cũng sẽ là cái thời điểm may mắn để cho các bạn gặp gỡ, kết nối với những người mới. Cái vận đào hoa đang tỏa sáng, nó sẽ giúp cho các bạn tìm kiếm được cơ hội, tìm thấy một người nào đó đặc biệt. Các cuộc gặp gỡ tình cờ hoặc là thông qua những cái hoạt động giao tiếp, giao lưu xã hội ấy, có thể mang đến cho các bạn những cái mối quan hệ tình cảm đầy tiềm năng. Các bạn đừng ngần ngại mở lòng mình và đón nhận tình yêu, bởi các bạn có cơ hội xây dựng một cái mối quan hệ tình cảm đẹp đẽ và lãng mạn trong thời gian tới. Không những vậy, trong thời gian này, sức khỏe của những người tuổi Mão cũng đang ở trong cái tình trạng là ổn định trong 15 ngày cuối tháng 9 âm lịch. Cái tinh thần thoải mái và cái trạng thái sức khỏe tốt cũng sẽ giúp cho các bạn dễ dàng vượt qua những cái căng thẳng và những cái áp lực trong cuộc sống. Các bạn sẽ ít gặp phải những cái vấn đề ốm đau bệnh tật nghiêm trọng trong cái giai đoạn này. Tuy nhiên, với cái sự bận rộn trong công việc, các bạn nên chú ý thực hiện các bài luyện tập thể dục thể thao nhẹ nhàng và duy trì cái thói quen thư giãn để giảm thiểu những cái căng thẳng. Tập thể dục đều đặn không chỉ giúp cho các bạn duy trì cái sức khỏe mà còn nâng cao tinh thần, giúp cho các bạn sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách trong cuộc sống. Ngoài ra, cần phải thận trọng trong cái việc di chuyển hoặc là tham gia các hoạt động có nguy cơ xảy ra cái sự cố. Dù cái vận may đang ở mức cao, nhưng cái việc chú ý an toàn trong mọi tình huống vẫn là cái điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe và tránh những cái rủi ro không mong muốn, quý vị nhé. Thưa quý vị, và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc và hóa giải những xung sát thị phi, những người tuổi Mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mão, đó là con giáp may mắn thứ 5. Thưa quý vị, như vậy là trong 15 ngày cuối tháng 9 âm lịch, đúng không ạ? Thì Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về 5 con giáp may mắn trong 15 ngày cuối tháng này.
Và trong 15 ngày cuối tháng 9 âm lịch, chúng ta sẽ có 5 con giáp được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên, dễ có cơ hội đổi đời giàu sang và dễ gặp được cái cơ hội phát tài phát lộc. Đó là những tuổi sau: 1 tuổi Hợi, 2 tuổi Thân, 3 tuổi Dần, 4 tuổi Ngọ và 5 là những người tuổi Mão. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau. Xin cảm ơn.